Trung tướng Nguyễn Quốc Thước dạy Chu Hảo và Băng nhóm, ứng xử không khéo, chúng ta sẽ tự đẩy mình vào bi kịch. Nhiều năm vừa qua, nhất là sau vụ giàn khoan HD981 và mùa biểu tình, gắn với phong trào nâu u được Băng nhóm Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện, khởi xướng nhằm gây sức ép đảng, nhà nước phải thân Mỹ, thoát Trung, phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ, mới giữ được chủ quyền và để được Hoa Kỳ chấp nhận, tin tưởng liên minh thì phải từ bỏ ý thức hệ cộng sản, phải trả quyền lực về cho nhân dân. Thậm chí trong một buổi mừng sinh nhật nhóm nâu u, Nguyễn Quang A hùng hồn tuyên bố, ai chống phong trào nâu u ám chỉ công an, chính quyền, lãnh đạo đảng, nhà nước, tự đánh đồng việc nhà nước bắt, xử lý những kẻ lợi dụng chống Trung Quốc để gây rối an ninh trật tự, chống nhà nước, đều là đi ngược lại lợi ích dân tộc, là phản động. Trong hội thảo về vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế, quy tụ phần lớn băng nhóm này, ông Chu Hảo đòi phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế, vào đúng thời điểm Trung Quốc đang xâm phạm bãi tư chính và đòi nâng cấp quan hệ với Mỹ lên thành quan hệ chiến lược, đặc biệt là vấn đề an ninh quốc phòng. Ông Chu Hảo giải thích thêm, vài người bạn ở Bộ Ngoại giao Mỹ có nói với tôi rằng, phản ứng của Việt Nam hiện nay chậm chạp bị động rụt rè, việc này làm cho phía Mỹ nản lòng. Tức là, ông Chu Hảo và băng nhóm của ông này đều nhất trí ở việc nhờ Mỹ để đuổi Trung. Có thể nói, sách lược bảo vệ chủ quyền Biển Đông của băng nhóm Chu Hảo suốt 5 năm qua không thay đổi, đều tận dụng mọi tình huống, mọi sự kiện, mọi vấn đề phát sinh giữa Việt Nam Trung Quốc, để đòi trên kiến nghị hay ra tuyên bố phải thoát Trung, thân Mỹ. Mọi phát ngôn của họ đều gieo rắc ý tưởng chỉ có Mỹ mới bảo vệ được chủ quyền cho Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam, phải đánh đổi mọi sách lược ngoại giao, từ bỏ chính sách 3-0, thậm chí từ bỏ vai trò điều hành đất nước vì lợi ích dân tộc. Trước sự kiên trì của băng nhóm ông Chu Hảo, tôi xin trích dẫn lập luận của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên tư lệnh quân khu 4 là người có nhiều bài viết, phát biểu về chiến lược an ninh quốc phòng, nhất là sách lược bảo vệ chủ quyền biển đảo rất sâu sắc, khúc chiết, thâm sâu. Trong bài viết dài gửi đến báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bài phân tích của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước về cách Việt Nam nên ứng xử ra sao với hai siêu cường Trung Quốc và Hoa Kỳ để giữ vững được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông cũng như môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, luật pháp và công lý trong khu vực. Xin trích một đoạn như sau. Có quan điểm cho rằng Việt Nam nên theo nước này, nước khác để nhận được sự bảo vệ từ họ trong tình huống xảy ra bất chắc. Cá nhân tôi cho rằng tư duy này chỉ đẩy dân tộc Việt Nam vào ngõ cụt không lối thoát, vào xung đột, máu chảy đầu rơi. Chỉ có độc lập tự chủ, tự lực tự cường kết hợp với việc tận dụng tối đa các quan hệ, xu thế khu vực và quốc tế có lợi cho mình mới bảo vệ được mình. Theo nước này chống nước kia là tự sát. Việt Nam ta còn yếu về kinh tế, còn yếu về thực lực nhưng lại nằm giữa trung tâm mặt trận cạnh tranh địa chiến lược, địa chính trị gay gắt giữa hai siêu cường ở Thái Bình Dương là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ứng xử không khéo, chúng ta sẽ tự đẩy mình vào bi kịch. Nếu chúng ta để người Trung Quốc tin rằng Việt Nam theo Mỹ, theo Nhật để bao vây, kiềm chế Trung Quốc như một số học giả của họ vẫn tuyên truyền, thì đừng nói Trường Sa của ta khó giữ, mà nguy cơ những ngón đòn tấn công có thể đổ ngay lên đầu chúng ta bất cứ lúc nào, từ biên giới phía Bắc. Một khi để rơi vào thế đối đầu, Trung Quốc có nhiều con bài để chơi, dù bên nào thắng thì cả hai cũng sứt đầu mẻ trán. Với Hoa Kỳ, nếu chúng ta không cho họ thấy rõ thiện chí hợp tác bảo vệ hòa bình và luật pháp, công lý quốc tế, mà một số quan điểm trong giới chính trị Hoa Kỳ vẫn nghĩ Việt Nam lệ thuộc, Trung Quốc thì khó có thể tận dụng được vị thế, quan điểm, lập trường và sự ủng hộ của Hoa Kỳ ở Biển Đông. Bởi vậy, muốn không rơi vào thảm cảnh của Libya, Iraq, Afghanistan hay Syria hiện nay, mỗi người dân Việt Nam nên nhớ nằm lòng, tự lực tự cường, độc lập tự chủ, sẵn sàng làm bạn với các nước yêu chuộng hòa bình và công lý. Nỗ lực hết sức mình với thiện chí cao nhất để bảo vệ hòa bình và công lý mới là lựa chọn cho hiện tại và tương lai. Những phân tích và lập luận của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã phơi bày đầy đủ luận điệu sai lầm, ấu trĩ của băng nhóm Chu Hảo trong sách lược quan hệ với các nước lớn là Mỹ, Trung Quốc trong bảo vệ chủ quyền.